Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Và nếu thấy thông tin này hữu ích thì bấm một nút like và nhớ đăng ký cho Cali Sài Gòn cũng như thương nhớ Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, trước khi dùng cơm tối với gia đình thì muốn lên đây chia sẻ một ít thông tin cùng với lại tất cả quý vị. Vì có một cái tin này mình cũng mới nhận được từ một người khán giả ở trên đây, và người ta cho mình biết rằng là, để mình tìm lại nha. Ok, rồi có rồi. Một người tên là Quỳnh Thị Minh Thùy hả? Tại vì đây viết rằng Thi Minh Thùy Quỳnh, chắc mình đoán là như vậy. Vâng, thì mới có cho mình biết cái thông tin là hai anh Cali hôm qua là ngày 24 tháng 6, Hội đồng thành phố Fairfield, Karamata thuộc Fairfield đã cho nhân viên tháo gỡ hết tất cả các poster show nhớ nhung trên thùng rác rồi, và thay thế bằng cảnh báo sẽ phạt $8,000 nếu vi phạm. Poster show nhớ nhung cũng có dán trên vách tường gần bến các cửa tiệm cũng bị xé bỏ. Nhưng người dán poster phải đi lén lút làm công việc này lúc nửa khuya đây. Tôi không biết có số điện thoại nên không thể chụp hình và gửi cho anh. Bữa hổm thì phía YouTuber bên kia nói rằng là thùng rác thì sạch sẽ, dán đâu cũng được. Thật ra ở mọi nơi, ở bất cứ chỗ nào, nhất là nước nước Tây Phương này, tuy họ dễ nhưng họ cũng có luật lệ của họ riêng. Mình không thể cẩu thả mà dán poster ngay cả trên thùng rác. Và hôm nay thì hội đồng quản trị của thành phố Sydney hả? Ở đây nói là của Fairfield. Đã lấy đi hết những cái poster đó. Và người ta nói rằng nếu mà dán lên thì sẽ bị phạt $8,000. Ok, thì bây giờ chúng ta đã biết được cái tin tức đó rồi. Rồi để cho những YouTuber bên kia nghĩ rằng ở một đất nước Tây Phương thì họ cũng dễ lắm quý vị. Nhưng mà mình miễn sao mình làm đúng theo luật lệ của họ mà thôi. Đó là như thế. Cũng như ở bên đây, YouTuber họ cũng dễ dàng cho mình đăng ký, dễ dàng tạo cho mình công ăn việc làm để mình làm YouTuber. Nhưng mình phạm luật giống như là thịt kho hột vịt á, hoặc hiếu lụng bệnh á, mà chửi thề hoặc là văn tục trên mạng là xong ngay. Yeah. Họ có cái dễ của họ nhưng họ cũng có những cái khó của họ. Có nghĩa là ai phạm luật là không được nữa. Vâng, thì có một vài cái bình luận rất là hay mình muốn cùng chia sẻ đến tất cả quý vị. Chị Tuyết Nguyễn có nói rằng là chào chúc Cali Sài Gòn, chúc một ngày mới an lành và vui vẻ. Ngẫm nghĩ khi thấy gia đình của cháu Cường tội quá lúc mà ra đi bằng một cái áo thun màu trắng, mấy ngày nhìn thấy ốm lắm, lấy thùng giấy đựng đồ coi mà thấy chặn lòng. Vâng, cái hình ảnh mà khi mà hai vợ chồng chú Mười và cô Thu và cháu Cường dọn ra đi đó, bằng áo thun trắng đó, ốm nhôm nhất lúc có Cường đó, mà mấy lấy một cái thùng kịch tông kịch giấy dọn đồ đi. Thật ra phải nói hình ảnh đó nó làm cho người ta rất xót xa. Một ca sĩ hạng A, một idol kiss của năm 2016 với những giải thưởng cao ngất ngay mà nhiều người ở làm nghề mơ ước cả mấy chục năm, người ta chưa có một cái giải mai vàng nào nữa. Ngay cả cố ca sĩ cũng chưa có luôn nữa, phải không? Vậy mà khi họ ân đoạn nghĩa tuyệt thì họ quăng một chút xíu tiền đó mà họ coi như là bố thí. Mà thật sự ra số tiền đó là tiền của Cường trong bao nhiêu năm tháng phải càng cổ họng
ban đêm đứng hát giữa trời mưa sương gió, phải không quý vị? Nguyễn Bích: tôi nghe đi nghe lại bài này mà thấu trong người, thương cho Cường quá bạn ơi. À, cái bài này là bài gì đây, để mình coi. À, bài Thương cậu Út Gò Công. À, Nhung Ngô: chủ trò là Mạnh Quỳnh, vợ cũ Bằng Kiều, Diễm Phạm, chủ yếu gom tiền để làm gì thì ai cũng thừa hiểu. Chứ góp tiền cho đủ 800 ngàn mới xây thì trượt giá đúc ló, lại kêu không đủ, góp tiếp và sau đó thì để lâu, cất trâu quá buồn thôi. À, cái chuyện này thì mình không có dám nói, mình cũng không biết được à, quý vị. Theo mình thì nếu mà xây trường Việt ngữ tại bên Mỹ này thì các ca sĩ nào có lòng á thì tổ chức tại bên Mỹ thôi, đừng có tổ chức tại những nước khác, đất nước khác nữa. Tại vì những đất nước khác người ta cũng có những cái chuyện khó khăn riêng, mỗi đất nước nào cũng vậy, như mỗi gia đình nào nó cũng có khó khăn riêng. Đất nước người ta cũng cần sự đóng góp, quyên góp cho dân nghèo, hoặc là cho những trường hợp quả hoạn, hay là đại khái là cái gì đó, nhiều dân người ta bị ung thư cũng cần số tiền này kia nọ nhiều lắm. Với lại lấy tiền một cái đất nước khác rồi đem về đây xây dựng đất nước Mỹ thì lại được nổi tiếng là một đất nước văn minh giàu có nữa. Làm như vậy thì chắc cũng không ổn đâu, phải quý vị. Chị Vân Phan: chuyện Phi Phi mất đi nhưng vẫn bị lê đi quảng cáo rồi lại dán ở thùng rác, và chuyện Phương Hằng ở tù là một bài học kinh nghiệm cho tất cả mọi người, nhất là những người ăn nói bất chấp. Những người có lòng dạ xấu xa thường xuyên vu khống chửi bới người khác để kiếm tiền, nên suy nghĩ về nhân quả của cuộc đời. Đó, mấy cái YouTuber trẻ trẻ đó nên lắng nghe những cái người đi trước, những bậc tiền bối, tại vì người ta đã trải nghiệm cuộc đời rồi. Các bạn còn trẻ lắm, các bạn còn xanh lắm, rất là non luôn. Các bạn chỉ biết lên đây để chửi bới, khẩu nghiệp các bạn mang đấy. Rồi sau đây, từ từ các bạn sẽ thấy rõ, nếu không phải là các bạn trả những cái nghiệp đó, thì tới con, cháu các bạn cũng sẽ trả thôi. Bởi vì cha mẹ ăn mặn, thì con chắc chắn là phải khát nước thôi à. Cũng như quý vị thấy không, nếu mà cha mẹ không lo tương lai cho con cái, thì con cái nó cũng học theo cái thói hư tật xấu của cha mẹ, nó cũng chểnh mạng, và tới đời cháu cũng như thế. Và tới đời cháu chắc nữa cũng như thế. Cũng như là từ con dịch này, con mà thấy người mẹ chửi bới anh chỉnh, họ nói nghĩ rằng đây là một cái hay, đây là một cái hành động được kiếm được tiền, tại vì mẹ nó nói như vậy. Rồi nó bắt chước, nó cũng lên đăng đàn và cũng chửi rủa bạn bè và bắt đầu là học cái thói hư tật xấu như vậy. Thu Nguyễn Thị: lập kênh mới mà vẫn dùng hình ảnh của Cường, có nghĩa là bên kia có lấy cái kênh mới hay cái làm gì đi nữa nhưng mà vẫn dùng hình ảnh của cháu Cường, mà vẫn bị mang tiếng là ăn cháo đá bát, nghĩ mà xót xa cho Cường. Mỗi ngày tôi phải nghiền mấy tiếng để ủng hộ cho cháu, có nghĩa là cháu có nghĩa là chị này có thể là vào để nghe nhạc của cháu, để kênh của cháu được phát triển, và như thế họ sẽ lồng cái YouTube và ý quên họ sẽ lồng cái quảng cáo vào, như vậy thì cháu sẽ có thêm cái thu nhập thêm vào. Quý vị nếu mà nghe đó thì quý vị hãy cho chạy hết quảng cáo đi nha. Ý mình muốn nói là nếu mà quảng cáo 15 giây hoặc 30 giây 28 giây quý vị vui lòng cho nó chạy luôn đi, đừng có skip thì nó cái số tiền không được hưởng bao nhiêu, nó là như vậy. Còn nếu mà cái quảng cáo dài quá, trên 1 phút, 2 phút, ok thì quý vị cứ skip đi, tại vì nó dài quá. Chị Vân Phan có viết tiếp như thế này:
Năm 2016, lúc Cường đạt giải thưởng, Cường làm một sự kiện âm nhạc mà người người vào xem, nhà nhà vào xem cháu hát. Có những bài hát giờ xem lại hàng chục triệu người xem. Vậy tiền YouTube, fanpage của cha của em, tiền 300 show ca nhạc trong nước, ngoài nước, em và cha mẹ không hề biết đến một cắt bạc nào. Nếu là con của quý vị có đồng ý không? Tôi hỏi thử những YouTuber bên đó đi. Tôi hỏi thử Hồng Bí Ngô này ha, hay là Cúng Mèo, Cúng Nhà, rồi Kiều Tấm Tám, hay là Hai Néo, Thịt Kho Hộp Dịch nè ha, Hóng Hớt nè ha. Ví dụ mà con của các bạn đi hát trong vòng 6 năm, 300 show trong và ngoài nước, các bạn không biết đến, người ta không cho các bạn quyền được hỏi đến tiền và không được hỏi đến một show bao nhiêu, các bạn có bằng lòng hay không? Nói thật lòng đi nha, hãy nói thật lòng với mình đi, có chịu không? Nếu mà mình không bằng lòng thì đừng có đòi hỏi gì đê được người khác. Thật thà đến mức tiền thưởng cũng để người khác giữ. Ôi những lời hứa hẹn hay một sự lường gạt. Gạt người được nhưng không thể gạt trời. Lực trời giáng xuống em và gia đình được giải thoát, nhưng họ vẫn muốn tru dập để em và gia đình hết đường đi. Phải xin trở lại tiếp tục vắt hết sức lực của mình để nuôi sống họ. Rất là đúng câu này luôn. Vắt hết sức lực của mình, tại vì em hát nhiều khi khàn cả cổ nói không ra hơi, để nuôi những người này. May là em phước lớn mạc lớn, được bác ba và bác bầu và gia đình xanh đọt chuối giúp đỡ. Ăn không được thì phá cho nó hôi. Họ tiếp tục nói xấu vu khống em và gia đình, mong lực trời tiếp tục giáng xuống để răn đe kẻ xấu. Cao An, sau khi cố ca sĩ chết, cháu Cường được tháo củi sổ lòng trở thành ca sĩ triệu view mỗi khi lên tiếng hát. Công ty cũ của cố ca sĩ thiếu bóng gà mái dầu. Phi Phi đành kêu con gà trống quê, vốn là con gà tình sân khấu của gà mái dầu Phi Phi ra chiêu. Nước mắt linh láng khóc gà mái cũ để liên tục làm show kiếm bạc. Nhưng không hiểu sao, xui xẻo ngay từ khi ra quân, show nào show nấy liên tục bị cúp điện, tối om. Đến cả show miễn phí miệt vườn lại bị mưa bão dập vùi. Tiến qua xứ sở Úc thồi lồi thì chẳng thu xếp được việc quảng bá đàng hoàng, đành sáng tạo ra chiêu chưa từng có ở trong lịch sử show chậu của thế giới. Đó là đem poster hình ảnh của gà mái cồ, gà con của đại gia đình Phi Phi dán lên trên cả trăm thùng rác. Dù có lợi trước mắt là đỡ tốn vài trăm đô đăng quảng cáo trên báo Việt, mà lại thu về tiếng vang khắp năm châu bốn biển. Tóm tắt lại, đại hội ca sĩ thùng rác. Công ty đã minh chứng thùng rác chứa hình ảnh đại gia đình Phi Phi và thùng rác xanh sạch đẹp. Không phải là thùng rác dơ giấy của người Việt ở Việt Nam. Tiếc thay, những thùng rác này lại đặt khu chợ người Việt thì cũng y chang như những chỗ khác mà thôi. Cho nên sau đợt này, các ca sĩ gạo cội của gia đình Phi Phi được đánh giá đẳng cấp là ca sĩ thùng rác, và ca sĩ Mạnh Quỳnh được vinh dự là ca sĩ thùng rác đầu đàn. Cái này là của bạn Cao An viết, thì cũng có hơi chút xíu nặng. Nhưng mà hồi nãy mình cũng có đọc cái đầu tiên cho tất cả quý vị biết đó, là Thị Minh Thùy Quỳnh có nói rằng là hội đồng thành phố Fairfield
Kapramatha thuộc Fairfield gì đó đã kêu nhân viên xuống tháo dỡ hết tất cả những poster đó, và họ để lại một cái bản cảnh báo là nếu mà ai làm như vậy nữa thì sẽ phạt $8,000 nếu vi phạm. Tường Vân thì có nói như thế này: mở miệng ra là thương chị Nhung, bảo vệ chị mà không giữ được hình ảnh đẹp cho chị mà để chị ngồi trong thùng rác, chắc tụi nó chỉ thương tiền mà thôi. Đây là những câu nói mà nhiều người cũng đã nói rằng họ bất chấp rồi, kiếm tiền. Họ nói là họ thương cố ca sĩ, bảo vệ cho cố ca sĩ. Nhưng thật ra chúng ta đã biết từ bao nhiêu tháng qua rồi, cái họ làm chính là tiền để bỏ trong túi, chứ họ chẳng có thương yêu gì cố ca sĩ hết. Nếu mà bên vực và thương yêu cố ca sĩ thì họ sẽ không làm những hành động thiếu suy nghĩ và thiếu trong sạch như thế. Thị gái Lê sân si quá, chắc mắc bệnh tâm thần hết cả rồi. Tội nghiệp cho Phi Nhung chết gần đến dỗ đầu mà không yên, làm sao siêu thoát nổi khi hình ảnh bị lợi dụng, bây giờ lại cả thùng rác, không hiểu nổi luôn. Vâng, đây là câu nói của rất nhiều người mà làm cho một số người ở bên phía mà người ta thương yêu của ca sĩ, người ta cũng đau lòng, người ta cũng xót xa, là tại vì dùng hình ảnh quá nhiều đến mức độ mà người ta phải gọi là lợi dụng. Lợi dụng người khuất để kiếm tiền. Tô Lê Hoàng: mình thấy anh Kali nói đúng, các YouTube bẩn vu khống chửi bới Cường và gia đình. Còn sao không thấy FC xanh đọt chuối và YouTuber bên Cường không báo cáo để cảnh cáo chung nhỉ? Vâng, cũng như là mình nói đó, là phải báo cáo, phải ví dụ mình thấy cái nào mình báo cáo thật. Ví dụ cô Thịt Kho Học Dịch nè, mà rồi Hóng Hớt nè, rồi mấy người kia mà nếu mà họ lên họ chửi, họ đặt điều, họ vu khống, mình phải báo cáo. Cũng như của mình đã từng nói với các bạn rồi, các bạn đầu tiên là các bạn vào cái kênh của họ. Khi vào cái kênh của họ rồi, cái kênh của họ nè, kênh của Thịt Kho Học Dịch đó, hay là mấy kênh nào mà nói xấu Cháu Cường mà bị đặt á, thì ở đây có 3 chấm nếu mà quý vị xài iPhone. Quý vị cứ bấm vào chỗ đó. Thì quý vị cứ bấm vào chỗ đó thì nó sẽ ra cái chữ report. Đức Hiếu đã thay mẹ nuôi chăm sóc đàn em. Trên trang cá nhân anh thường xuyên cập nhật sau Tết. Ý mình nói là vào cái kênh của cái cô Thịt Kho Học Dịch đó nha. Đó, rồi bấm vào cái chỗ mà ba chấm như thế này đây. Ba chấm bình đây. Thì nó sẽ ra cái báo cáo. Không biết quý vị thấy không? Báo cáo. Rồi. Quý vị bấm vào chữ báo cáo. Như report chứ quên. Là mình cầm ngược cái phone cái hồi. Thì nó ra lại những cái gì mà mình muốn báo cáo cho YouTube. Sau đó mình bấm thêm một cái nữa. Ví dụ cô ta chửi thề, cô ta văn tục, thì chúng ta bấm vào chỗ đó. Rồi xong xuôi chúng ta bấm nút close. Vậy là xong. Đơn giản vậy thôi. Bằng Lăng Tím: em cũng thấy khá đau lòng vì dáng hình người còn sống thì cũng không sao, nhưng cố ca sĩ là người đã mất, mà cố ca sĩ cũng đã có pháp danh, có nghĩa là cô ấy cũng được gọi là con nhà Phật. Vậy mà những người hàng ngày nói yêu thương cô ấy mà lại mang ảnh người chết dán dưới thùng rác như vậy. Riêng với người Việt Nam chúng ta thì hình ảnh người mất chỉ trưng trên bàn thờ cao ráo và sạch sẽ. Họ có giải thích như thế nào cũng không phủ nhận được cái thái độ coi thường và không có một chút nào thương xót người đã khuất. Thực sự cho dù cô ấy có sai gì đi nữa,
cô ấy cũng không đáng bị họ đối xử tàn nhẫn như vậy, thấy mà đau lòng. Cũng bằng Lăng Tím nói, mỗi lần mà nghe là mỗi lần khóc Kali ạ. Vậy mà không nghe lại nhớ. Cảm ơn anh đã bên Cường những lúc gian nan. Chúc anh nhiều sức khỏe và an vui. Vâng, bằng Lăng Tím nghe cái bài mà Thương Cầu Út Gò Công đó. Hoàng Trang Lý Thị, nếu mình thương ca sĩ Phi Nhung thì mình nên ủng hộ cho Hồ Văn Cường. Không có người mẹ nào muốn con mình bị vùi dập. Lòng mẹ thương con vô bờ bến, luôn ủng hộ Hồ Văn Cường. Lý Thị Khoa, phía bên kia lúc nào cũng nói là yêu thương ca sĩ quá cố. Đó chỉ là giả tạo lấy tên ca sĩ để kiếm tiền thôi. Người mất đi rồi phải tôn thờ để chỗ trong sạch. Chứ đâu phải lấy cả tên dán lên thùng rác. Còn nói là yêu thương nữa, đó là làm nhục mạ lị người đã mất. Thật vậy, tội nghiệp hay quá. Mất rồi chính người thân mang ra nhục mạ. Hồi nãy giờ tóm tắt câu chuyện mà chúng ta tâm sự với nhau thì đa số là nhiều người cũng không đồng tình với những việc làm của bên kia. Ngoài họ cấu kết với là một vài YouTuber để cố tình bôi nhọ cháu Hồ Văn Cường khi mà cháu đã bước ra khỏi công ty đó rồi. Đã bước ra rồi thì chuyện ai nấy làm, không còn liên quan gì với nhau nữa. Trong khi cháu vẫn một mực im lặng và tôn trọng bên kia. Còn bên kia thì sao? Là một người lớn, một người đã trưởng thành, một người đã làm việc, mặc dầu làm việc gì đó mình không biết, hoặc là chỉ là sống bám vào ca sĩ mà thôi, thì cũng họ cũng đã lớn tuổi rồi, cũng họ cũng biết rồi. Nhưng mà tại sao họ lại ngồi đó suy nghĩ ra những chiêu trò để hãm hại một đứa bé mà đã từng hợp tác với họ, từng đem lại thì ra. Tại vì đứa bé này đã làm mất đi cái nguồn lợi nhuận cho họ, mất đi cái nguồn thu tỷ 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 bạc hàng năm cho họ. Cho nên họ cay cú và nhất định phải trù dập đứa nhỏ này và truy đến tận cùng luôn. Nhưng mà không ngờ ở đời thì nó ngược lại như vậy quá. Ví dụ mà ma cao một thước thì đạo cao một trượng, nó lại ngược ngược như vậy á. Không thể nào mà kẻ xấu thắng chính nghĩa hết. Nó đối lập với nhau từ thời gian này qua tới thời gian khác, từ kiếp này qua kiếp khác. Lúc nào chính cũng thắng tà, quý vị thấy không? Mặc dầu họ có trù dập cho Hồ Văn Cường thế nào đi nữa, nhưng mỗi ngày chúng ta đều thấy FC Xanh Đọt Chuối một cách mọc khắp mọi nơi. Và người thương yêu cho Hồ Văn Cường càng ngày càng nhiều hơn nữa, chứ không phải là xuống. Còn họ cố nâng đỡ những anh chị em nuôi đã một thời cùng sinh hoạt với cháu, nhưng mà không được đâu. Tại vì như thế này ông trời ổng cho ai là chu xung quanh á, ở đây người ta nói ông trời ổng đã chọn người nào rồi thì chỉ người đó thôi. Hoặc là ca sĩ á, bởi vì người ta gọi có ca sĩ hạng A, ca sĩ hạng B, ca sĩ hạng C là như vậy. Dĩ nhiên người ta nói ngọc không vũ làm sao bằng thành ngọc, không quý vị ha. Nhưng mà có nhiều thứ nó không thể nào đi quá khả năng giới hạn của mình. Cũng như mà chúng ta có cái câu hay nói là thép tôi đã thấy đó, thép tôi đã thấy đấy, là như vậy. Bởi vì có người thì thông minh, có người thì kém chút xíu thông minh, có người thì khờ khờ, có người thì ăn nói tục tiểu,
giống như là những YouTuber bên kia hay chửi thề rồi dân tộc vô văn hóa trên mạng, nó là như vậy. Người này nó khác với người kia, cho nên ở bên kia cứ đem những mà đứa con của cố ca sĩ để so sánh với cháu Cường, đó là sự so sánh khập khiễng. Và càng cố trỗi dậy thì người ta càng thấy rằng cái càng cái sự sân si nó đã thấm sâu vào máu trong tủy của họ luôn rồi. Bớt bớt lại, bớt bớt sân si lại để cho cuộc đời này vẫn đẹp sao. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và hẹn lại tất cả quý vị trong một video clip lần sau.